Thưa quý vị, sau hơn một thế kỷ chìm sâu dưới đáy biển, thì xác của một chiếc chiến hạm của Hải quân Hoàng gia Anh vừa được phát hiện ngoài khơi của bờ biển Scotland. Chiến hạm bọc thép này đã bị chìm vào ngày 15 tháng 10 năm 1914, chỉ 7 phút sau khi bị tàu ngầm Đức phóng ngư lôi trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Và vụ tấn công đã gây ra vụ nổ kho vũ khí trên tàu, khiến 525 thủy lính, thủy thủ và lính thủy đánh bộ thiệt mạng, trong đó có nhiều binh sĩ trẻ tuổi, đặc biệt người trẻ nhất chỉ mới 14 tuổi. Vào ngày 11 tháng 8 vừa qua, nhóm thợ lặn đã phát hiện xác tàu ở độ sâu 110 mét dưới mặt nước. Tuy nhiên, do điều kiện khắc nghiệt ở độ sâu này, họ chỉ có thể ở lại khoảng 20 phút và sau đó quay trở lại thám hiểm vào ngày 14 tháng 8. Trong quá trình thám hiểm, nhóm thợ lặn đã phát hiện nhiều đồ vật như bát đĩa, tách chén cùng một số thiết bị trên tàu và thiết bị định vị, cho thấy con tàu vẫn ở trong tình trạng tốt đáng ngạc nhiên với sàn gỗ tách vẫn tồn tại. Cần phải ghi nhớ rằng 525 con người đã hy sinh vì đất nước. Đội thợ lặn đã cố gắng tìm di ảnh của mọi thành viên trong thủy thủ đoàn. Công việc đó thực sự rất khó khăn. Việc phát hiện xác tàu được thực hiện bởi nhóm thợ lặn chuyên nghiệp làm việc với tổ chức Lost in Waters Deep cùng với sự hợp tác của Buchan Divers, một tổ chức chuyên tìm kiếm xác tàu đắm tại Scotland. Để xác định vị trí của HMS Hawk, nhóm đã thu thập thông tin từ các sổ ghi chép của tàu ngầm Đức và những tàu sống sót sau vụ tấn công, kết hợp với việc kiểm tra hải đồ và quét đáy biển trong khu vực.